Nhìn vào giá của Bitcoin thì thường chị có thể nói là wow, các bạn thấy được là Bitcoin tăng trưởng một cách mà không có ai có thể là ngờ trước được, tăng trưởng rất là nhanh. Các bạn thấy là Bitcoin đó, cách đây vài tiếng đồng hồ, Bitcoin đã lên tới cái mức là gần như là 35.000 đô ở trên sàn Coinbase là cái giá cao nhất. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua đã lên tới là 34.819. Các bạn đang nhìn vào đây là cái biểu đồ nến ngày của Bitcoin trên sàn Coinbase Và bây giờ đó thì Bitcoin đã đi trở về một chút điều chỉnh lại mức là 33.730 Thực sự mà nói là Bitcoin phá đỉnh mới liên tục Ngày này qua ngày nọ các bạn thấy được là bắt đầu Chúng ta thấy là cái ngày 29 tây tháng 12 là mỗi ngày Bitcoin được phá đỉnh mới liên tục cho đến thời điểm bây giờ là ngày 3 tây tháng 1 năm 2021 và bây giờ là khoảng một giờ bảy chiều giờ Cali thì chúng ta thấy đó là Bitcoin tăng trưởng rất nhanh nhưng mà chúng ta cũng thấy được là có nhiều altcoin cũng đang đi theo Bitcoin nhất là chúng ta nói tới Ethereum các bạn thấy được là Ethereum bây giờ đã gần tới 1.000 đô hồi sáng nay cái t vài tiếng đó thì giá Ethereum đã lên tới là 980 đô gần như là 1.000 đô chúng ta một lần nữa đang nhìn vào giá của Ethereum ở trên sàn Coinbase đây là biểu đồ đến ngày thì chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng rất là mạnh các bạn nhìn vào tình hình của thị trường nói chung đi thì ngày hôm nay các bạn thấy được là có rất nhiều những cái màu xanh trên màn hình để refresh trang này lại và một chuyển đồng lớn mà tăng trưởng nhiều nhất các bạn sẽ thấy đó chính là đồng Ethereum tại vì Ethereum đó hồi sáng này lên tới 980 đô bây giờ đã trả trở về là khoảng 947 đô và chúng ta thấy là Ethereum là một chuyến đồng mà có sự tăng trưởng rất là mạnh trên màn hình đây là Coin360 thì cái màu nào mà càng đậm đó Màu xanh mà càng đậm nghĩa là tăng càng nhiều Màu đỏ mà càng đậm nó nghĩa là đi xuống càng nhiều Thì hôm nay chúng ta thấy có một số những cái đồng nổi bật Chúng ta chỉ nhìn vào danh sách của Coin360 thôi Thì chúng ta thấy là Ethereum đã tăng 22,63% Dot, Litecoin, Binance Coin, ADA, EOS, Tron, Stellar, VChain dân dân có rất là nhiều những đồng đã tăng trưởng mạnh ngày hôm nay và chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng thì chúng ta thấy được rất rõ ràng là cái đồng tiền lớn mà tăng trưởng mạnh trong thời gian 24 tiếng hồi vừa qua là không có gì khác hơn đó chính là đồng Ethereum. Chúng ta sẽ nói rất nhiều thông tin liên quan tới Bitcoin, liên quan tới Ethereum, liên quan tới All coins liên quan đến tình hình chung và chúng ta thấy là ngay cả XRP cũng có cái sự tăng trưởng 4% trong vòng 24 tiếng vừa qua và Ethereum thì tăng tới 23,5% trong khi Bitcoin chỉ tăng có 7,4% mà thôi và Litecoin tăng 15,5%, Polkadot tăng 11%, Bitcoin Cash tăng 15,3%, Cardano tăng tới 12, 6%. Binance Coin tăng 7,5% và Chainlink đã tăng 10,3% và còn rất nhiều những đồng mà có sự tăng trưởng mạnh và các bạn thấy được tờ phần lớn đó, cái sự tăng trưởng là tập trung vào phần lớn là những cái đồng mà xếp hạng từ 20 trở lên có nghĩa là top 20 trong thời điểm bây giờ cứng đồng nhỏ hơn đó thì sẽ đến phiên có cái đợt tăng trưởng nhưng mà bây giờ thì các bạn thấy được là thì Bitcoin có một chút nghỉ ngơi chúng ta nếu như muốn thấy được những cái altcoin của sự tăng trưởng thì bitcoin phải nghỉ ngơi một chút có thể là bitcoin phải điều chỉnh là một chút chứ nếu như bitcoin cứ tiếp tục tăng trưởng thì sẽ tiếp tục hút vốn hóa của những altcoin vào trong bitcoin cho nên cái thời kỳ mà bitcoin đi hàng ngang đó điều chỉnh là một chút nghỉ ngơi một chút là thời kỳ tốt để chúng ta có thể thấy được là những cái altcoin sẽ tăng trưởng và đi theo bitcoin và chúng ta thấy được là bắt đầu từ Ethereum đã có cái dấu hiệu tăng rất mạnh và những đồng mà đã có mặt lâu đời, những đồng mà có thể nói là trụ cột của thị trường crypto này trong vòng nhiều năm qua như là đồng Litecoin thì cũng đã có nhiều cái sự tiến triển tốt đẹp và chúng ta hy vọng là đây sẽ là một điều mà tiếp tục xảy ra tại vì không biết là có rất nhiều bạn là đang trông chờ con tăng trưởng mà gần đây đó thì cứ thấy bitcoin tăng trưởng cho nên rất là lo lắng và thường đây chia sẻ là chỉ khi nào bitcoin ngừng nghỉ thì chúng ta mới thấy là tiền sẽ đổ từ bitcoin qua bên con và trước hết là phải đi vào những cái con lớn sau đó mới tới những cái con trung bình những con lớn như là những con nằm trong cái thấp 20 đó phần lớn thôi thường không nói là đồng nào cũng sẽ tăng nhưng mà phần lớn thì tiền sẽ đổ vào những cái con đó tại vì đó những cái con mà có cái cái vốn hóa lớn và dễ dàng mua trên những cái sàn lớn như là sàn Coinbase, Binance. Sau đó thì tiền nó từ con lớn mới chảy qua altcoin nhỏ hơn những đồng mà thuộc hạng là thường cảm thấy là từ 20 cho đến 50 và sau đó tiền mới thực sự đi vào những cái altcoin cực kỳ nhỏ hơn, có nghĩa là 50 trở lên. Nhưng mà trong thời điểm bây giờ đó thì chúng ta chỉ mới bắt đầu bước qua cái thời kỳ là những cái con lớn có được cơ hội để mà theo kịp Bitcoin mà thôi và sau đó thì sẽ nhân lại. Bitcoin sẽ tiếp tục tiến lên và Bitcoin lại điều chỉnh hay là đi hàng ngang hay là nghỉ ngơi thì những cái Coin nhỏ lại tiếp tục có cái sự tăng trưởng kế tiếp. Đó là cái tình trạng mà chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình. Và hôm nay thì Thường cũng muốn chia sẻ thêm một số những thông tin với các bạn nhưng mà trước hết nhìn vào một cái đề tài mà Thường nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết ngày hôm nay. Đó chính là cái đề tài liên quan tới hôm nay là ngày 3 tây tháng 1 thì cũng như là truyền thống mỗi năm Thường sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ về Bitcoin Tại vì hôm nay đó là ngày kỷ niệm giao dịch đầu tiên của Bitcoin hay còn gọi là Genesis Block của Bitcoin. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà bạn chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía bên dưới video này để tìm thấy những cái thông tin liên quan tới Facebook, Twitter và Telegram. Và nếu như bạn là một trader hay là bạn là một người mà đang tìm hiểu những dịch vụ liên quan đến tiền kỹ thuật số thì các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuần capital Các ta bấm vào cái link ở dưới cái video này. Những ưu đãi như là bạn tham gia những sàn giao dịch hay là những sàn margin, trong đó chúng ta có thể nhận được những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được giảm phí giao dịch hay là đăng ký vào group nhận hỗ trợ. Những thông tin chi tiết liên quan tới những sàn như là StepX, sàn EMT, Binance, Bybit, Coinbase và nhiều BlockFi sẽ nằm ở dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm. Như bạn đã biết là cái white paper, cái khái niệm Bitcoin đã được xuất bản vào ngày 31 tây tháng 10 năm 2008 nhưng mà từ lúc đó cho đến cái lúc mà Bitcoin thực sự là có thể hoạt động được đó, cái giao dịch đầu tiên của Bitcoin đã là bắt đầu vào ngày 3 tây tháng 1 năm 2009. Cho nên hôm nay là một ngày rất là quan trọng đối với Bitcoin, là một ngày kỷ niệm mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đến. như mà nào mà theo dõi Bitcoin từ bao nhiêu năm qua thì cũng đã biết là hàng năm đến ngày này thì tôi sẽ dành một ít thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Tại vì mỗi năm chúng ta đều có những bạn mới tham gia vào và có thể là nhiều bạn mới vẫn chưa có thời gian để mà tìm hiểu về tình hình của Bitcoin là tại sao lại có và bắt nguồn từ như thế nào. Thì chúng ta thấy được là cái Bitcoin White Paper đó là ra mắt là ngày 31 tháng 10 năm 2008 nhưng mà dây đầu tiên Bitcoin ngày 3 Tây tháng 1 năm 2009, 12 năm trước ngày hôm nay. Đó chính là cái giao dịch đầu tiên. Thì chúng ta trước hết nói về Bitcoin White Paper đi. Thì những bạn nào mà chưa có xem tài liệu liên quan tới Bitcoin White Paper thì cũng nên xem. Các bạn có thể là Google Bitcoin White Paper tiếng việt thì có rất nhiều phiên bản tiếng việt nhưng mà các bạn có thể lên trên trang web chính thức là bitcoin.org bitcoin.org là trang web chính thức của bitcoin bitcoin.com là trang web của bitcoin cash đây là sự khác biệt rất là quan trọng để các bạn cần phải lưu ý đến bitcoin.org là trang web chính thức của bitcoin thì các bạn bấm vào cái white paper thì chúng ta thấy là có rất nhiều những cái thứ tiếng trên cái trang web này và đương nhiên cái thứ tiếng mà các bạn có thể xem nếu mà nào mà muốn xem tiếng Việt thì các bạn có thể bấm vào tiếng Việt thì các bạn sẽ có một cái phiên bản tiếng Việt chỉ có 10 trang mà thôi đây là một điều rất là quan trọng các bạn cần lưu ý là những cái dự án khác đó thì cái white paper có thể là có cả trăm trang nhưng mà Bitcoin là một cái khái niệm rất là đơn giản và viết ra chỉ có 10 trang mà thôi mặc dù là cái khái niệm này so với lại tình hình bây giờ đó thì đã có nhiều sự thay đổi nhưng mà cái cốt lõi của cái sự ra đời của Bitcoin là như thế nào là một điều rất là quan trọng và các bạn thấy được đó là quan trọng đến nỗi mà cái lốc đầu tiên của Bitcoin đó, hay còn gọi là Genesis Block thì lóc đầu tiên của Bitcoin là bắt đầu từ ngày 3 tây tháng 1 năm 2009 thì trên cái lốc đó các bạn thấy được đó là đã để một cái thông điệp thì thông điệp đó là thông điệp gì? Thông điệp đó là The Times O3 January 2009 Chancellor on the brink of second bailout for bank thì đây là một cái thông điệp đó là dựa theo một cái tờ báo của ngày 3 tây tháng 1 năm 2009. Đây là chính cái tờ báo mà cái thông điệp, cái lốc đầu tiên của Bịch khôi là đang nói tới. Đi thường bấm vào để các bạn thấy rõ hơn. Thì các bạn thấy được đó là cái bài báo này là viết ngày 3 tây tháng 1 năm 2009. Và đây là cái tờ báo đó nói về cái tình trạng của thời điểm đó. Thời điểm đó chính là thời điểm gì? Đó chính là khủng hoảng kinh tế năm 2008, năm 2009 Và ngày 3 tháng 1 đó là cái thời kỳ rất là đen tối của cái đợt điều chỉnh đó Chứng khoán Hoa Kỳ đi xuống liên tục có thể nói là xuống 45% và nhiều chứng khoán riêng lẻ thì xuống nhiều hơn nữa. Chúng ta chỉ nói tới những cái chỉ số lớn mà thôi đã xuống 45% trong thời gian chỉ một năm mà thôi. Có thể nói là rất hiếm có và đây là một cái tình trạng khủng hoảng và khiến cho nhiều người rất là hoang mang ở thời điểm đó. Lúc đó Thuận chỉ mới bắt đầu công việc của mình ở trên sàn chứng khoán mà thôi. Và các bạn thấy được là Thuận bắt đầu công việc đó là ngày bảy tây tháng 7 năm 2008 và cho đến cái thời điểm là tháng 11 thì chúng ta nghe những cái thông tin liên quan đến là những ngân hàng như là Lehman Brothers bị phá sản lúc đó thường cũng chưa có rõ là tình trạng gì đang xảy ra tại vì thường mới ra trường thì đó mà thôi chỉ mới bắt đầu làm việc trong thị trường chứng khoán mà thôi thì nhìn lại đúng là mình cũng rất là may mắn nhưng mà cái thời điểm đó là thời kỳ mà rất nhiều người bị thất nghiệp nhiều công ty bị phá sản và cái thông tin này đó là thông tin liên quan đến chính phủ của nước anh có nghĩa là thủ tướng nước anh là đang trên bờ vực đưa ra một gói cứu trợ cho những ngân hàng tại vì nếu như mà không cứu trợ ngân hàng sẽ phá sản tại vì tình trạng của thời điểm đó đó chính là cái tình trạng mà chúng ta đã biết ngày hôm nay là cái tình trạng là tín dụng đang bị tắc nghẽn có nghĩa là những ngân hàng cho vay quá nhiều và những cái vay đó là những cái nợ đó là những nợ xấu khiến cho những ngân hàng bị phá sản mà ngân hàng phá sản thì sẽ dẫn đến là nhiều người sẽ bị phá sản theo tại vì có rất nhiều người sử dụng hệ thống ngân hàng cho nên ngân hàng này bị phá sản sẽ dẫn tới ngân hàng khác bị phá sản sẽ dẫn đến những công ty liên quan cũng bị phá sản cho nên đây là một tình trạng rất là xấu và cuối cùng thì những quốc gia lúc đó đã đưa ra quyết định là sẽ cứu những ngân hàng và phải đưa những gói cứu trợ cho ngân hàng. Giống như bây giờ chúng ta nói gói cứu trợ về dịch bệnh thì lúc đó là gói cứu trợ liên quan đến ngân hàng đã được đưa ra từ những quốc gia và thủ tướng của nước Anh đang trên bờ vật đưa ra gói cứu trợ lần thứ hai và đây là cái thời điểm mà chúng ta có Bitcoin tại vì Bitcoin sinh ra đó mới đầu cốt lõi là tại vì muốn cho mọi người có một cái sự lựa chọn mới. Satoshi có phải là một người hay là một nhóm người thì đương nhiên là chúng ta không biết nhưng mà cái lý do tại sao mà có Bitcoin ngày hôm nay là Bitcoin bắt nguồn là từ cuộc khủng hoảng năm 2008 thì lúc đó mới có một hệ thống tiền tệ đó chính là hệ thống tiền tệ mà chúng ta biết tới ngày hôm nay là Bitcoin để cho mọi người có một sự lựa chọn khác có thể chống lại được lạm phát có thể là có thêm một sự lựa chọn để không có bị những tình trạng như năm 2008 xảy ra một lần nữa làm ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người cho nên đây là cái lý do tại sao mà Bitcoin được ra đời là một cái loại tiền tệ hoàn toàn không liên quan đến chính phủ không bị lạm phát bởi chính phủ và không ai quản lý hết là một cái công cụ tài chính có thể giúp đỡ được nhiều người trong tương lai Đây chính là cái tình hình mà Bitcoin ra đời ở cái thời điểm năm 2009 Và nhiều bạn nói thuận là thuận có quan tâm đến Satoshi Lai hay không Thực sự mà nói là Satoshi Lai cũng không quan trọng lắm Tại vì các bạn thấy được là lý do tại sao Bitcoin mạnh và sống sót đến ngày hôm nay Tại vì chúng ta không biết Satoshi Lai, chúng ta cũng không quan tâm đến Satoshi Lai Lý do tại sao mà Satoshi rời khỏi là tại vì không muốn có một cái nơi tập trung nào hết Không muốn làm cho bất cứ một người nào mà bị ảnh hưởng bởi Satoshi Đó là một nhóm người hay một người cũng không quan trọng Nhưng mà Satoshi Nakamoto muốn cho hệ thống này tự hoạt động Tự sống sót, nếu sống sót được thì tốt Nếu không sống sót được thì coi như đây là một cái cuộc thử nghiệm thất bại Nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là Bitcoin là một cái mạng lưới Mà có thể là nhiều người cảm thấy là không được tốt có thể là quá chậm hay là vì một lý do nào đó nhiều người cho là lỗi thời vân vân nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là nếu chúng ta nhìn vào tình hình thì không có mấy đồng bây giờ nếu như mà thực sự mà trở lại mà trước đây không phải là bitcoin mà là một đồng khác nó thì chưa chắc sống sót tới ngày hôm nay bitcoin là đồng mà không có ai lãnh đạo hết cũng không có ai bỏ tiền ra để mà phát triển một cách tập trung không có ai đứng sau lưng để mà thúc đẩy nhưng mà mỗi một nơi sẽ có một nhóm người phát triển bitcoin khác nhau và cuối cùng các bạn thấy được là qua nhiều năm thì bitcoin đã trở thành một công cụ tài chính và được chấp nhận bởi wall street được chấp nhận bởi nhiều công ty và giá cả bây giờ đã lên tới cúc trời cho nên các bạn thấy được là nếu như mà một đồng khác một dự án khác bị nhiều quốc gia chỉ trích bị nhiều ngân hàng cho là lừa đảo thì có thể là không sống sót tới ngày hôm nay nhưng bitcoin thì vẫn có thể cho nên bitcoin vẫn là đồng mà đứng đầu trong thị trường này vẫn là cái thương hiệu hàng đầu bitcoin bây giờ vẫn là cái trụ cột nếu như không bitcoin thì chưa chắc là thị trường có thể phát triển tới ngày hôm nay cho nên lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến là bitcoin tại sao lại phải có và tại sao lại quan trọng